Sáng ngày 25 tháng 5, Hội đồng Nhân dân xã Ngọc Khê khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 8, kỳ họp bất thường. Dự tại kỳ họp có đồng chí Phạm Công Cúc, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Tại kỳ họp, Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Khê đã thông qua các nội dung như tờ trình về việc thông qua đề án mở rộng địa giới hành chính thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri về việc mở rộng địa giới hành chính thị trấn Ngọc Lặc theo phương án điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị trấn Ngọc Lặc căn cứ tiêu chuẩn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính đạt chuẩn đô thị loại 4. Thị trấn Ngọc Lặc hiện không đạt cả hai tiêu chí về quy mô dân số và diện tích tự nhiên, vậy nên sẽ nhập nguyên trạng xã Ngọc Khê vào thị trấn Ngọc Lặc. Về báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri về mở rộng địa giới hành chính thị trấn Ngọc Lặc tại xã Ngọc Khê, có tổng số cử tri tham gia lấy ý kiến đạt 87,74%. Tổng cử tri trong danh sách, trong đó có 79,83% cử tri đồng ý với đề án mở rộng địa giới hành chính thị trấn Ngọc Lặc. Các đại biểu đã thảo luận và đóng góp ý kiến vào tờ trình Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Khê. Kết thúc kỳ họp, Hội đồng Nhân dân xã Ngọc Khê đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc tán thành chủ trương mở rộng địa giới hành chính thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, đạt tỷ lệ 26/26 đại biểu đồng ý.